về vị trí và những thông tin trước ngày mở bán của phân khu The Victoria, phân khu cuối cùng nằm trong đại đô thị VinoSmart City. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, hiện tại thì Hòa đã có những cái thông tin sơ bộ ban đầu về phân khu The Victoria. Và ngày hôm nay thì Hòa muốn cùng với anh chị chúng ta sẽ cùng có một cái phần chia sẻ, một cái bài phân tích về phân khu The Victoria, những cái ưu và nhược điểm của phân khu này, cũng như là có những cái thông tin ban đầu về dự án này muốn chia sẻ với anh chị. Đó, những anh chị đang quan tâm đầu tư hoặc là tìm một nơi lựa chọn làm cái chỗ ở an cư lạc nghiệp của mình. Đó, thì hôm nay Hòa đã chuẩn bị với anh chị một cái ảnh 360 độ và cũng đã có dán một cái mặt bằng cơ bản vào đây để anh chị có thể là hình dung về cái vị trí của phân khu này một cách rõ nét nhất. Đó, thì về vị trí của phân khu The Victoria thì anh chị có thể thấy rằng là phân khu này nằm trong một cái trục gọi là trục The Metro Line với ba cái phân khu là The Miami, đó, The Sakura và đây là The Victoria. Thì nhìn vào cái vị trí của phân khu này thì anh chị có thể thấy dễ dàng được cái vị trí của nó là nó nằm ở giữa hai cái khu trường học, đúng không anh chị? Đó, hai khu trường học. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái ưu điểm của nó trước anh chị nhá. Thì ưu điểm đầu tiên ở cái dự án này mà Hòa nhận thấy ở cái dự án này đó chính là nó rất là gần với cái chỗ đi học, đúng không ạ? Thì các cụ ta từ xưa đến nay vẫn có câu để mà chúng ta lựa chọn nhà cho nó được thuận lợi, để cho nó cuộc sống nó được thoải mái, đó chính là nhất cận thị, tức là thứ nhất là gần chợ, đúng không ạ? Nhất nhị cận giang, gần với sông với nước, đúng không ạ? Tam cận lộ, đúng không ạ? Tứ cận viên, viên là vườn, đúng không ạ? Và ngũ liên thông cận giáo, tức là gì? Thứ ba là tam cận lộ, là gần với đường xá đi để đi lại cho nó thuận tiện, đúng không nào? Thứ tư là tứ cận viên, là gần với công viên, gần với cây xanh, gần với vườn đấy anh chị, viên là vườn, đúng không ạ? Và cuối cùng là ngũ liên thông cận giáo, tức là thứ năm là gần với các cái nơi mà học tập, đúng không anh chị? Những cái nơi giáo dục, thì là năm cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta lựa chọn nhà sao cho nó phù hợp, sao cho nó thoải mái và thuận tiện nhất trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì với cái dự án này thì anh chị có thể thấy rằng là nó rất là gần với các cái cơ sở trường học. Và ở cái vị trí mà có cái logo của Nhà Tốt này đây cũng là hai cơ sở trường học nữa. Và đối với cái dự án của Vin thì có rất nhiều cái cơ sở trường học, từ công lập cho đến những cái trường tư thục, đúng không nào? Như là Vinschool hay là những cái trường lớn hơn như là D-Way. Sau tương lai sẽ xây một cái trường D-Way làm ở phân khu Lumiere bên này anh chị nhá. Đó, thì ví dụ như vậy để anh chị thấy rằng là ở đây thứ nhất là cái vị trí này nó tạo ra cái điều kiện đi lại học tập rất là thuận lợi, và ở trong khu đô thị thì cái giao thông của nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nó cũng sẽ an toàn hơn khi mà các bạn nhỏ, các bạn có thể là dễ dàng di chuyển từ trường học về nhà một cách thuận lợi, đúng không nào? Đó là cái điểm thứ nhất khi mà anh chị nhìn vào cái vị trí này. Cái điểm thứ hai khi mà nhìn vào cái vị trí của phân khu The Victoria là anh chị có thể thấy rằng là cái việc kết nối giao thông của nó là thuận tiện. Khi mà anh chị thấy rằng là ở đây mình sẽ có rất là nhiều cái lối để kết nối vào khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn. Đó, đây là khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn anh chị này. Đó, Thiên Đường Bảo Sơn đây. Và đây là toàn bộ khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn. Bên này là khu đô thị Glacinco. Thì về cái việc giao thông di chuyển đi lại ở phân khu tại Victoria thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái việc đi lại di chuyển ở phân khu này nó sẽ rất là thuận tiện. Đó, rất là thuận tiện khi mà chúng ta có thể dễ dàng kết nối rất là nhiều hướng để mà kết nối vào đường Lê Trọng Tấn, để vào đường Lê Trọng Tấn. Đó, thì anh chị có thể đi xuống khu vực Hà Đông, đi xuống khu vực Hoài Đức, cũng như là cái đường vành đai 3.5 này, hay là còn là đường Lê Trọng Tấn sau này nó sẽ kết nối để anh chị đi sang Đông Anh. Đó, để anh chị đi sang Đông Anh. Đó, thì đấy là cái vị trí giao thông thứ nhất của nó, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta có thể dễ dàng kết nối vào cái đường đại lộ Thăng Long này bằng hai cái trục này. Đó, như anh chị biết là hai cái trục đường nội khu này chúng ta có thể đi thẳng ra đại lộ Thăng Long luôn, mà chúng ta không cần phải đi qua khu vực khu đô thị này nữa. Đó, thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn trong quá trình mà đi lại của anh chị. Đó, thì đấy là cái điểm tiếp theo. Cái điểm thứ ba mà nhìn vào cái vị trí của phân khu The Victoria này thì cũng có rất là nhiều anh chị cũng đặt ra câu hỏi với Hòa khi mà anh chị nhận được những cái thông tin ở khu A Glacinco này vào những ngày mưa lớn thì ở khu này thỉnh thoảng lại xảy ra những trận ngập và lụt không thể di chuyển được. Thì Hòa cũng trả lời luôn với anh chị là ở cái vị trí thế đất của phân khu Victoria là một thế đất rất là cao so với khu A Glacinco. Chính vì thế, trải qua tất cả các trận lũ lịch sử hay là những cái lần mà ngập lớn nhất thì cũng chưa bao giờ cái khu đô thị
thiên đường Bảo Sơn này nó bị ngập đâu anh chị. Đó, nên là vị trí của Victoria là một vị trí đất rất cao. Và anh chị có thể tới đó và anh chị sẽ nhìn được thấy như vậy. Đó, thì Hòa cũng muốn chia sẻ với anh chị để anh chị khỏi lo lắng đến cái vị trí này liệu nó có bị ngập nước hay không anh chị nhá. Thì Hòa xin khẳng định với anh chị là không bị ngập nước anh chị. Đó, còn về cái vị trí này thêm một cái điểm nữa ở phân khu Victoria. Như anh chị biết là phân khu Victoria này thì anh chị thấy rồi, nó sẽ gần với một cái bãi đỗ xe lổi bên ngoài trời. Và bên này sẽ là một cái bãi đỗ xe Bắc Kinh Zone 4. Đó, ngoài ra phân khu Victoria còn là phân khu hiếm hoi có hai tầng hầm đỗ xe. Chính vì thế vị trí này tạo cái điều kiện thuận lợi cho những cư dân khi mà anh chị ở tại đây thì nó có một cái vị trí nhiều cái chỗ đậu xe ô tô. Ngoài cái việc là chúng ta có hai hầm đỗ xe thì chúng ta sẽ có thêm một cái bãi đỗ xe ngoài trời, cộng với chúng ta có thêm gần với cái bãi đỗ xe Bắc Kinh Zone 4 nữa thì nó sẽ thuận tiện lợi cho cái việc chúng ta để xe, đúng không nào, đi lại của chúng ta. Một cái điểm nữa là nếu mà mình có thêm một cái bãi đỗ xe ngoài trời này thì mình rất là tiện cho khách của mình khi mà đến đây chơi, đúng không nào. Thì chúng ta có những cái chỗ để xe lưu động thuận tiện, dễ dàng, thoải mái khi mà chúng ta ở tại cái phân khu Victoria này. Đó, đó là cái vị trí mà rất là tốt, bởi vì như anh chị thấy rằng là trong khoảng tầm 5-10 năm nữa thôi thì cái việc có chỗ đậu xe ô tô nhiều, thuận lợi, thoải mái, nó là một cái yếu tố nó sẽ làm tăng giá trị cái bất động sản của chúng ta lên rất nhiều. Đó, và ở vị trí này khi mà chúng ta nói về giao thông ô tô mà chúng ta thiếu sót, chúng ta không nói về các cái tuyến metro trong tương lai thì nó đúng là một cái thiếu sót đó anh chị. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ga, vị trí ở đây anh chị nhá. Theo quy hoạch nó sẽ có một cái ga đón khách ở vị trí ga metro số 6, lối từ Ngọc Hồi Thường Tín anh chị, Ngọc Hồi Thường Tín đến sân bay Nội Bài. Và chúng ta sẽ có một cái ga số 7 nằm ở vị trí này nữa. Đó, ga số 7 thì chúng ta sẽ có cái sự kết nối đi từ Mê Linh đây anh chị. Đi từ Mê Linh để mà về tới Dương Nội. Đó, đó là ga số 7. Mà đi theo cái dọc đường vành đai 3.5 này anh chị. Đó. Thì đây sẽ có thêm một ga nữa. Thì tại thời điểm này khi mà anh chị thấy rằng là các cái tuyến metro hiện nay chính phủ cũng đang đầu tư rất là nhiều. Dự kiến sẽ đầu tư khoảng hơn 36 tỷ đô cho 9 tuyến tàu điện trong nội đô anh chị. Đấy là một số tiền ngân sách mà chính phủ đã hoạch định ra, bởi vì xu hướng về tàu điện, phương tiện giao thông công cộng là xu hướng tất yếu. Bởi vì nếu mà anh chị nhìn sang nước hàng xóm của chúng ta, đó chính là Trung Quốc, thì từ năm 2008 cho đến năm 2020, Trung Quốc đã xây hoàn thiện toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, về tàu điện cho quốc gia này, đúng không anh chị? Thì đối với Việt Nam của chúng ta cũng không phải kỳ vọng là ngang bằng Trung Quốc hay gì cả, nhưng ít nhất chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng là tất cả các tuyến giao thông bằng tàu điện nội đô của chúng ta nó sẽ được hình thành đấy anh chị. Mình chưa cần nói là đi khắp cả nước, mình chỉ cần hình thành trong nội đô, nó là một cái điều mà Hòa nghĩ không phải là bất khả thi. Và tại thời điểm này mình nói thì nó cũng bắt đầu nó có cái tính khả thi hơn rất là nhiều khi mà chúng ta thấy rằng là tuyến metro Hà Đông đến Cát Linh, đúng không anh chị, thì anh chị cũng đã có thể anh chị đã trải nghiệm rồi, cũng đã được hoàn thành, mặc dù nó chưa được như chúng ta kỳ vọng, đúng không anh chị. Và chúng ta đang xây tiếp một cái tuyến số 2 đi từ Hà Đông ra sân bay Nội Bài mà đi qua ga Hà Nội, ga Hà Nội hay gọi còn anh chị ở trong phố thì anh chị gọi là ga Hàng Cỏ. Đó, thì cái ga đó cũng đang làm, cái khu cái đường đó cũng đang làm. Thì tại thời điểm này chúng ta nói về các tuyến metro nó không phải là điều gì quá viển vông nữa. Và thưa anh chị, với những cái thành phố phát triển ở trên thế giới thì với những cái khu dự án mà gần với tuyến metro nó thường có giá trị cao hơn từ 30 đến 40% so với các cái dự án, các cái bất động sản nằm xa các cái vị trí ga này. Thì bởi vì cái phương tiện giao thông công cộng nó sẽ là cái xu hướng tất yếu trong tương lai anh chị. Đó, nó sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai. Và Việt Nam của chúng ta là một cái nước đang phát triển, đúng không ạ? Thì rồi sau đó chúng ta cũng sẽ phải phát triển cái hạ tầng về giao thông công cộng, về giao thông đường tàu điện này thôi. Đó là một cái xu hướng tất yếu của xã hội rồi. Nếu chúng ta phát triển hơn thì chúng ta sẽ phải triển khai những cái điều này. Đó, thì ở vị trí của Victoria nó sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Những cái vị trí như thế nó sẽ trong tương lai, nếu như các tuyến metro này triển khai, thì đây sẽ là một cái điểm lợi thế cho phân khu Victoria. Đó, nhìn vào cái vị trí này của Victoria thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cái việc thuận lợi giao thông thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái điểm như sau. Với những cái khu căn hộ chung cư thì anh chị, nếu anh chị đã xem một vài video của Hòa mà nhà tốt thực hiện đó, thì anh chị thấy rằng là hầu hết những cái shop house ở dưới chân đế của các căn chung cư nó không đáp ứng được hết cái nhu cầu của anh chị trong cái việc là mua sắm, ăn uống, mọi thứ, đúng không anh chị?
Và ở vị trí này thì anh chị thấy rằng là dự án rất là gần với khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn. Thì như vậy với các cái dịch vụ hàng quán ăn uống, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn nữa. Bởi vì thường ấy, nếu mà thuê shop house ở dưới cái tầng 1 ấy, thì chỉ có thể đáp ứng được các cái dịch vụ cơ bản thôi, tức là ví dụ mua sắm, tiêu dùng, ví dụ anh chị mua hàng hóa, rồi là anh chị mua một số cái siêu thị mini, một số cái hàng tạp hóa để mà chúng ta đủ cái nhu cầu bình thường thôi. Còn hầu hết thì anh chị đã thấy rằng là bên khu A Glacinco là một minh chứng rất rõ ràng. Khi mà lối thông đường của bên Vin sang thì cái nhu cầu đó họ rất lớn, và toàn bộ cái khu A Glacinco mặc dù mỗi năm thường bị ngập nước vài lần nhưng các hàng quán bên đó vẫn chật kín, đúng không anh chị? Và thay đổi hàng ngày, chúng ta có rất là nhiều nhãn hàng mới đã về như là KFC, đúng không? Pizza Domino, phở Thìn, rồi là cà phê Trung Nguyên, rồi là các cái quán như là cà phê Hội An, rồi là các cái cửa hàng hải sản rất là nhiều để bọc lên. Thế thì khi mà chúng ta ở vị trí này, chúng ta sẽ rất là dễ dàng thuận tiện để có thêm những cái dịch vụ như thế. Bởi vì các cụ ta vẫn có câu như Hòa vừa chia sẻ, nhất cận thị, đúng không chị, anh chị? Thứ nhất là gần chợ, chúng ta gần chợ thì nó rất là thoải mái, mua sắm mọi thứ nó dễ dàng. Đó, thì nó là như vậy đây anh chị. Thì ví dụ như các khu shop house này, các khu nhà hàng, các khu dịch vụ này thì nó cũng giống như một khu chợ thôi, để chúng ta mua sắm hàng ngày, dịch vụ thôi. Thì nếu mà chúng ta ở gần đây thì nó cũng sẽ rất là thuận tiện. Tiếp theo, khi mà nói đến khu Bảo Sơn thì không thể bỏ qua, đó chính là khu Thiên đường Bảo Sơn. Thiên đường Bảo Sơn là một trong những khu vui chơi giải trí lớn bậc nhất ở khu vực phía Bắc này, đúng không anh chị? Chắc hẳn ai đã từng, hầu hết mọi người đều đã từng nghe đến cái khu Thiên đường Bảo Sơn này. Đó, và đây sẽ là một cái dịch vụ cộng thêm cho cư dân của chúng ta khi mà chúng ta ở rất gần. Chúng ta chỉ cần đi bộ sang đây anh chị là vào đến Thiên đường Bảo Sơn rồi. Nó rất là thuận lợi, nó rất là tiện, đúng không anh chị? Tiếp theo đó, ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cũng sở hữu được, tức là chúng ta được hưởng lợi từ cái cơ sở hạ tầng của Bảo Sơn. Khi mà ở đây thì chúng ta thấy có một cái trung tâm gọi là tiệc cưới ở đây và sự kiện ở đây. Thì ở đây nó có một khoảng sân rất là lớn để xe ô tô và đáp ứng các cái nhu cầu về dịch vụ sự kiện đó, để anh chị có thể là tổ chức tiệc cưới hay là những ngày trọng đại của gia đình mình thì cũng rất là thuận tiện ở cái vị trí này. Và nhìn vào cái vị trí này thì anh chị thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái điều kiện để mà phát triển trong cái tương lai khi mà chúng ta có gần với những cái cơ sở hạ tầng của các cái chủ đầu tư khác nữa, đúng không nào anh chị? Đó, thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn trong cái việc sử dụng dịch vụ và lại rất là gần gũi với khu của chúng ta. Đó, thì nhìn về ưu điểm thì chúng ta đã thấy rồi, đúng không nào? Còn xét về cái nhược điểm của cái vị trí này thì nó sẽ có những cái nhược điểm gì? Bởi vì thực tế với anh chị là ngọc còn có vết, đúng không anh chị? Thì không có một cái vị trí nào gọi là vị trí hoàn hảo cả. Ở cái vị trí này thì anh chị thấy rằng là chúng ta có nhiều cái ưu điểm, thì bên cạnh đó chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ có những cái nhược điểm từ cái vị trí này. Cái nhược điểm đầu tiên phải nhắc đến đó chính là cái vị trí này thì nó khá xa so với những cái tiện ích lớn của chúng ta, như là bệnh viện Vinbec, trung tâm thương mại Vincom Megamall, cũng như là công viên Vườn Nhật này và công viên trung tâm, cũng như là công viên thể thao nữa. Thì nó, chúng ta ở khoảng cách này chúng ta cũng tương đối xa so với các cái tiện ích lớn đó, đúng không anh chị? Đó, thì đấy là một cái nhược điểm của nó. Cái nhược điểm thứ hai, gọi là nếu mà chúng ta gọi là nhược điểm bới lông tìm vết ở cái dự án này ấy, thì là bởi vì ba cái tòa B là anh chị, thì nó sẽ xếp thành chữ Z và mặt bằng của nó nằm ngang như này, thì nó có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó chính là cái này gọi là bới lông tìm vết thôi chứ không phải là hẳn là nhược điểm đâu anh chị. Đó, thì là bởi vì cái mặt này của nó nằm hướng Tây Bắc. Mặt này nó là đẹp nhất, view đẹp nhất này anh chị này. Nhìn vào các khu đô thị này, nhìn vào Thiên đường Bảo Sơn này, nhìn vào thành phố, về phía xa của thành phố kia thì cảnh nó rất là đẹp. Nhưng mà nó lại hướng Tây một chút thì nó hơi nắng một chút, tức là cái mặt đẹp này của chúng ta, view đẹp nhất này thì nó lại hơi nắng. Đó. Còn cái mặt ngược lại là mặt Đông Nam. Mặt Đông Nam này, mặt này mát mẻ hơn. Mặt này sẽ mát mẻ hơn, nhưng mà chúng ta lại không có nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà cũng rất may anh chị, nó lại là cái mặt thoáng khi mà chúng ta nhìn vào hai khu vực trường học này, đúng không nào? Thì nó không bị chắn cái tầm view. Thì đó là gọi là chúng ta bới lông tìm vết ở đây. Đó, còn về xét về cái vị trí cơ sở hạ tầng mọi thứ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều cái ưu điểm hơn là cái nhược điểm của cái phân khu này. Đó, thì đấy là những cái góc nhìn của Hòa khi mà nhìn vào cái phân khu này. Và nếu mà anh chị thấy được cái những ưu, những cái nhược điểm gì ở phân khu này thì anh chị có thể đóng góp và chia sẻ dưới phần bình luận của video này để Hòa có thể hiểu được cũng như là học hỏi được cái tầm nhìn của anh chị nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai của cái phần video này, đó chính là những cái thông tin tổng quan của phân khu Victoria. Thì với phân khu Victoria thì đây là phân khu của chủ đầu tư Mix Group, hay còn gọi là chủ đầu tư MIK. Đó, MIK Group, một trong những cái chủ đầu tư đã triển khai rất là nhiều cái dự án
dự án mà tiêu biểu của họ có thể kể đến trong Smart City này thì anh chị đã biết đến là dự án Iberia Smart City 1, gồm 5 tòa đó anh chị, từ I1 đến I5 đúng không nào? Cái thứ hai nữa là mới đây thì chủ đầu tư này đã triển khai dự án phân khu tại Solar Park với 3 tòa đúng không nào? Và một cái dự án nữa ở đường Lê Quang Đạo, nếu anh chị ở phía Tây Hà Nội này sẽ có 3 cái dự án như vậy là The Magic One. Đó, đó là những cái dự án mà chủ đầu tư Mix Group này họ đã triển khai được. Thì với những cái thành công và cái sự phát triển của dự án như vậy thì họ triển khai phân khu Victoria này. Và về cơ cấu căn hộ và mọi cái thì anh chị có thể thấy rằng là với cái cơ cấu căn hộ ở đây thì với cái mặt bằng như vậy, mỗi một tòa như vậy anh chị thấy rằng là sẽ có đâu đó là 17 căn hộ trên một mặt sàn. 17 căn hộ trên một mặt sàn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là 17 căn hộ trên một mặt sàn mà chúng ta mỗi tòa này có 38 tầng anh chị. 38 tầng và chúng ta trừ đi 2 tầng giúp Hòa. Bởi vì 2 tầng là tầng 36 và tầng 1 chúng ta sẽ là những cái tầng tiện ích dành cho cư dân. Đó thì chúng ta nhân với 17. Như vậy chúng ta sẽ có khoảng 612 căn hộ và ở đây sẽ có lưu ý với anh chị là có 7 thang máy anh chị nhá. Đây là cái tỷ lệ thang máy rất là tốt này. So với các cái tòa chữ Z khác. Anh chị so với các tòa chữ Z khác nhé. Và cùng với như vậy là chúng ta sẽ có khoảng tầm 85 căn hộ trên một thang máy anh chị. Có khoảng 85 căn hộ trên một thang máy là một cái tỷ lệ tương đối là tốt và thuận lợi trong cái việc di chuyển của anh chị với 7 thang máy như vậy. Đó. Và ở đây thì mình sẽ có các cái thông số kỹ thuật liên quan đến căn hộ để Hòa cùng chia sẻ với anh chị ở đây. Thì đầu tiên là về các loại hình căn hộ thì ở trên này anh chị có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những loại hình căn hộ màu hồng. Đó, màu hồng nhỏ nhỏ đây anh chị là những căn hộ studio. Căn hộ studio thì sẽ có diện tích từ 27,3 cho đến 30,7 m2. Chúng ta sẽ có những căn hộ một phòng ngủ cộng là những căn hộ màu vàng đó anh chị. Những căn hộ màu vàng đây anh chị này. Đó, những căn hộ màu vàng này của chúng ta sẽ có cái diện tích một phòng ngủ cộng từ 44,9 cho đến 48 m2. Chúng ta sẽ có những căn hộ hai phòng ngủ của anh chị nhá, là những căn hộ màu xanh anh chị, là những căn hộ màu xanh. Đó, là những căn hộ màu xanh. Hai phòng ngủ và hai phòng ngủ cộng là những căn hộ màu xanh. Và nó hai phòng ngủ thì có diện tích từ 62,9 cho đến 67 m. Ha, còn hai phòng ngủ cộng thì sẽ có diện tích khoảng 64 m. Chúng ta cũng sẽ có những căn hộ 3 phòng ngủ anh chị, sẽ có những căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 81,7 cho đến 84,9. Đó, 84,9 là những căn hộ màu xanh này anh chị này. Là những căn hộ màu xanh này. Đó. Và chúng ta sẽ có những căn hộ diện tích 3 phòng ngủ cộng là những căn hộ mà có diện tích 83,3 cho đến 88,2 m2. Đó thì diện tích ở các loại hình căn hộ cơ cấu này khá là đa dạng để anh chị có thể lựa chọn. Và ngày hôm nay thì về cái mặt bằng thì nó cũng mới có một cái mặt bằng này thôi đấy anh chị này. Mới có một cái mặt bằng này thôi. Nó cũng chưa có file let và Hòa cũng mới chỉ có thể chia sẻ với anh chị những cái hình ảnh ban đầu này thôi. Khi mà có những cái file chất lượng hơn, đây gọi là mới được hé lộ thôi. Còn phải có file led hơn thì Hòa sẽ cùng với anh chị, chúng ta sẽ làm những cái phân tích mặt bằng để anh chị tìm hiểu và hiểu rõ hơn từng căn hộ đó. Hoặc là anh chị muốn Hòa có thể là chia sẻ và tư vấn chi tiết hơn cho từng căn hộ thì anh chị có thể liên hệ với nhà tốt qua số hotline bên dưới màn hình, thì Hòa cũng sẽ có thể gặp gỡ và chia sẻ với anh chị kỹ lưỡng hơn về các loại hình căn hộ cũng như là cái sự lựa chọn sao cho nó thuận lợi nhất, phù hợp nhất với anh chị đúng không nào. Thì Hòa, anh chị hãy liên hệ với nhà tốt nhé. Thì đây là cái mặt bằng cơ bản thôi để anh chị có thể hình dung được 7 thang máy như Hòa nói đúng không ạ? Thì là một tỷ lệ thang máy rất là tốt. Cái hay của cái dự án này nữa ấy, là Hòa phải nói đến là cái khu vực để cái khu vực chung này rất là hay này. Khi mà cái khu vực thang rác các thứ này họ để vào trong cái hành lang bên trong này thì nó không ảnh hưởng đến một cái căn hộ nào cả. Đây cũng là cái rất là hay và Hòa sẽ cùng với anh chị chi tiết hơn trong một cái video khác liên quan đến phần phân tích mặt bằng anh chị nhá. Và còn hôm nay thì chúng ta chưa có những cái file led để Hòa có thể chia sẻ với anh chị một cách chi tiết và cụ thể. Và với những cái thông tin ban đầu của cái dự án như vậy thì ngày hôm nay thì đã có những cái thông tin ban đầu về việc nhận đặt chỗ rồi, thì anh chị cũng có thể là tìm hiểu sớm và để có thể đặt chỗ để mình có thể lựa chọn được những căn hộ nó phù hợp, nó ưng ý nhất với cái mong muốn của gia đình mình. Thì Hòa cũng muốn là chia sẻ với anh chị những cái thông tin ban đầu như vậy đó. Và nếu như anh chị đang mong muốn tìm kiếm một cái phân khu có nhiều chỗ đậu xe ô tô với một cái vị trí đất cao ráo, không lo đến cái việc ngập lụt, hay là một cái vị trí gần với các cái chỗ đi học, gần với các cái khu dịch vụ để mà chúng ta có thể là mua sắm hàng ngày được thuận lợi, thoải mái, và một cái phân khu có cái sự là giao thông đi lại thuận tiện, thì bên cái phân khu The Victoria này nó cũng sẽ là một cái phân khu để mà anh chị để mắt và tìm hiểu, nghiên cứu đến. Và với những nhà đầu tư thì sao ạ? Với những nhà đầu tư thì anh chị hình dung là trong cái giai đoạn tới đây
3 năm tới đây, khi mà cái dự án Victoria này bán hết thì cũng có thể cũng sẽ là cái giai đoạn cuối cùng của các cái dự án ở khu vực phía Tây này của Smart City này. Đây là phân khu cuối cùng anh chị, không còn dự án nữa. Và để mà anh chị đầu tư với một cái dòng tiền thoải mái, giãn thì dự án này cũng là một trong những cái dự án để anh chị có thể là tính toán và cân nhắc đến, bởi vì chúng ta sẽ không còn dự án nữa. Hòa cho rằng sẽ tất cả các dự án trong Smart City này, nếu mà họ ra trong giai đoạn cuối năm nay thì kết thúc năm 2024 thì cũng sẽ là không còn sản phẩm nào nữa ở dự án Smart City này, mà các sản phẩm bán mới của chủ đầu tư đó anh chị. Nên là hiện tại thì giá của chung cư không còn là rẻ nữa, nhưng anh chị ạ, mình cũng không còn cái lựa chọn nào khác để thay thế trong cái giai đoạn 3 năm tới, bởi vì cái vấn đề nguồn cung nó không giải quyết được anh chị. Đó, vấn đề nguồn cung không giải quyết được. Thì đó chính là những cái chia sẻ của Hòa. Và nếu như anh chị đang muốn tìm hiểu cái dự án Victoria này để xem có phù hợp với gia đình mình không, thì hãy liên hệ với Hòa qua số hotline bên dưới màn hình anh chị nhé. Và lời cuối cùng, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.